Em tên là Hoa, năm nay em 21 tuổi. Em ở bản Hô Sa A, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Em rất mong được đi học, mà nhà em lại nghèo, không có điều kiện để cho em đi học. Còn đây là cụ lò sĩ tròn nhẹ, chỉ bỏ cá mỗi tuổi át chỉ cho lò ổn no, chỉ ở bao chồng đây cho bó cử, cho lò ổn no thế. Cũng chỉ bỏ cá vào đi trả, cá nào này. Từ mình nhớ cũng dùng cận đời chỉ mua như trẻ cho mình dùng cận đời. Họ lò sĩ sáng cận đời ta chỉ mua như trẻ, chỉ bỏ cá trả cho từ mình dùng cận đời. Ngày xưa mới học xong cấp 3, bố bảo không có điều kiện nên là chỉ có ở nhà đi lấy chồng. Em rất là buồn mà. Em rất là muốn đi học. Nhưng mà em cũng biết là nhà em không có điều kiện để cho em đi học. Với lại anh trai em cũng đi học rồi nên là em cũng biết được vào bên trung tâm nghiên cứu nông lâm thế giới. Họ lên đây và họ chỉ cho cách trồng cây sơn trà với lại cỏ. Dự án tour khe gỗ cho chị tôi di cho gió từ chị tôi di tàu chỉ đối xong á. Đi tàu thù tàu à hơi xong thì xong thứ cú tí à để cuối tí túi gì cho là mùa tàu 9 triệu nhỉ à ở tàu cú cho rất nhiều rất tự cho là nhiều tự cú nhiều tàu bé từ nhiều bé từ tự đã xin nó xin tàu thế cứ tí ít tí mua nhà chỉ tích chơi hoa một cảnh đã là anh ấy chỉ sợ. Rất là vui vì em được đi học. Em cũng mong là sau này em học xong về em có thể giúp cho nhận thức của người dân ở đây tăng lên, có thể cho con gái được đi học giống như em.